Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Phong thủy Sa Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ những kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Thay mặt thầy Sa Cát cùng ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Như quý vị đã biết, tuổi Mùi đại diện cho những người sống giàu tình cảm, nhân hậu tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Đặc biệt người tuổi này thông minh sắc sảo, tài trí hơn người, có con mắt nhìn xa trông rộng và khả năng phân tích nhạy bén. Vậy nên trong tháng 9 âm lịch, tuổi Quý Mùi sinh năm 2003 là một trong những con giáp cực kỳ thành công, tiền bạc bỗng dưng ùn ùn kéo đến, giàu không đỡ nổi. Trong tháng 9, công việc của người tuổi Quý Mùi rất chi cảm thấy thoải mái và có nhiều thành tựu lớn trong tháng 9. Công việc vẫn tiến triển tốt là vì tuổi Quý Mùi làm việc có lý trí, quyết định tỉnh táo. Bạn luôn đặt ra những yêu cầu cao cho mình và cố gắng hoàn thành đúng thời gian mà không để ai phải phàn nàn vì bất cứ điều gì cả. Vậy cụ thể vận trình tháng 9 của người tuổi Quý Mùi sẽ tốt đến mức nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi bài phân tích chi tiết ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Quý Mùi sinh năm 2003 trong tháng 9 âm lịch năm 2022. Quý Mùi sinh năm 2003 có mệnh mộc, dương liễu mộc, gỗ, cây dương. Người sinh năm 2003 Quý Mùi thường có tính tình hiền lành, thích sự trầm ổn, không muốn gây nổi bật. Ai kết bạn với những người tuổi này thực sự rất may mắn, bởi vì tuổi Quý Mùi rất trọng nghĩa khí, sống biết trước biết sau, hết mình với bạn bè nên được nhiều người yêu quý. Thế nhưng, đôi lúc bạn sống vì người khác nhiều quá nên khiến bản thân chịu nhiều thiệt thòi. Tuổi Mùi khó tránh khỏi những khó xử, chịu nhiều thiệt thòi. Xét tổng quan tử vi tháng Canh Tuất năm 2022 Nhâm Dần được dự báo là khá tốt đẹp với bạn tuổi Quý Mùi sinh năm 2003. Việc học hành ổn định, bạn luôn chăm chỉ và cầu tiến nên sẽ đạt được nhiều thành tích tốt trong năm học. Vấn đề tài chính mặc dù còn phụ thuộc phần nhiều vào gia đình, nhưng bởi bạn biết cách chi tiêu tiết kiệm và khoa học nên có dư giả nhiều so với nhu cầu chi tiêu. Tuy nhiên về quan hệ bạn bè và người thân sẽ gặp rắc rối, có đôi chút cãi vã không mong muốn. Xét về thiên can, quý âm thủy gặp canh dương kim nên gọi là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Quý Mùi trong tháng này, cần cẩn trọng hết sức mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề, cần giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý, tránh gặp phải những thị phi không cần thiết và làm phật lòng những người xung quanh mình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, việc học tập của gia chủ Quý Mùi trong tháng này không có quá nhiều biến động, thi cử và quá trình học hàng ngày đều không gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bạn nên đặt ra những mục tiêu trong tương lai để dễ có định hướng, không hoang mang trong quá trình học tập và tìm hiểu thêm tri thức. Phụ huynh có thể sẽ quản thúc, quan tâm nhiều về vấn đề học tập, khiến bạn khó chịu. Tuy nhiên đừng phản ứng thái quá, hãy cứ bình tĩnh cư xử và lấy kết quả học tập để chứng minh cho ba mẹ thấy. Với một số bạn đã đi làm thì tháng này nhìn chung ổn định, công việc không có gì là khó khăn. Bạn sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ nên không có gì phải lo lắng. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi, thầy Sa Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Sa Cát được thầy Sa Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Quý Mùi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Năm 2022, người tuổi Quý Mùi mới chỉ bước sang tuổi 19, chủ yếu vẫn phụ thuộc nhiều vào hỗ trợ tài chính từ gia đình. Vì thế mà một số bạn có nhu cầu tự tìm việc làm thêm để có tiền tích lũy. Bên cạnh đó, nhiều việc chi tiêu tiết kiệm, khoa học mà ví tiền của bạn khá rủng rỉnh so với nhu cầu. Trong thời điểm này, một số bạn còn gặp được những vận may về tiền bạc, rất có thể bạn sẽ trúng thưởng trong một vài trò chơi giải trí. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Sa Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay, tam hợp quý nhân hợi mão mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt là vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Sa Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Mùi sinh năm 2003 trong tháng này khá ổn định. Thỉnh thoảng bạn sẽ gặp phải những áp lực từ việc học hành cũng như mâu thuẫn với bố mẹ, nhưng những điều này không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của bạn.
Tuy nhiên, trong thời điểm dịch bệnh vẫn còn nguy hiểm, bạn vẫn nên chú ý giữ cho bản thân sức khỏe, tăng cường dinh dưỡng và các hoạt động thể chất. Ngoài ra, khi tham gia giao thông, bạn cần đặc biệt chú ý cẩn thận để phòng gặp họa thân thể, gây ra những tổn hại về thể chất cũng như tinh thần của bạn. Các gia chủ tuổi Quý Mùi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Quý Mùi. Thứ tư, về mặt tình cảm, gia đạo. Tình cảm ở tuổi mới lớn có nhiều sự bỡ ngỡ, nhưng bạn cũng đừng quá mải mê mà ảnh hưởng đến việc học tập. Những bạn vẫn đang độc thân và muốn tìm cho mình một người bạn thì hãy thoải mái chủ động kết giao để mở rộng các mối quan hệ. Quan hệ với bạn bè trong tháng này sẽ xảy ra chút rắc rối, một vài hiểu lầm sẽ xảy ra, tranh cãi không mong muốn. Tốt nhất không nên cãi cọ quá nhiều, đôi bên nên kiềm chế cơn giận để suy nghĩ, giải quyết sự việc một cách công tâm nhất. Quý Mùi với cha mẹ cũng xảy ra những xích mích, bất đồng quan điểm trong tháng này, khiến bản mệnh phải suy nghĩ và bực tức khá nhiều. Tuy nhiên hãy nhớ, bố mẹ luôn muốn những điều tốt đẹp nhất đến với bạn. Tổng quan tháng 9 âm lịch năm 2022, tháng Canh Tuất năm Nhâm Dần. Tháng 9 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, ngày 1 tháng 9 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 9 năm 2022, tức ngày 26 tháng 9 đến 24 tháng 10 năm 2022 dương lịch. Tháng 9 Canh Tuất có năm âm là Thoa Xuyến Kim, tháng Tuất Lục Hợp Mão, Tam Hợp Dần và Ngọ Thành Hòa Cục, xung Thìn, Hình Mùi, Hại Dậu, Phá Mùi Tuyệt Thìn. Đối với những người tuổi Quý Mùi trong tháng 9 âm lịch cần tránh các ngày sau. Ngày âm lịch ngày 8 tháng 9 năm 2022, tức ngày 3 tháng 10 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Sửu, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch ngày 20 tháng 9, tức ngày 15 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Tân Sửu, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi các mệnh chủ tuổi Quý Mùi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên buông tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Quý Mùi trong tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 1 tháng 9, tức ngày 26 tháng 9 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Ngọ, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Ngày âm lịch ngày 13 tháng 9, tức ngày 8 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Ngọ, có nạp âm là Sa Trung Kim. Ngày âm lịch ngày 25 tháng 9, tức ngày 20 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Bính Ngọ, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Đây là 3 ngày cắt lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu. Họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, dù khó khăn vất vả đến đâu thì mình cũng cần phải vững tin vào cuộc sống. Số phận trời sinh mỗi người mỗi khác, ai cũng có sứ mệnh riêng của mình. Hy vọng thông qua việc luận giải tử vi của tuổi Quý Mùi sinh năm 2003 trong tháng 9 âm lịch sẽ giúp đỡ được quý vị phần nào trong cuộc sống có những bước đi vững chắc và thành công hơn. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để ủng hộ chương trình nhé. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo của chương trình.